Sapa là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam, hầu như đi mùa nào cũng được. Bạn chưa từng đi Sapa hay là lâu rồi bạn chưa quay lại thăm nơi này, thì hãy cùng vlog du lịch liệt kê ngay những cái đầu dòng đầu tiên cho cuốn cẩm nang du lịch Sapa chi tiết nhất nha. Nào, let's go thôi nào! Sapa là một huyện thuộc vùng núi cao ở phía đông bắc của Việt Nam. Vì thế, nếu bạn đang ở khu vực miền Trung hay là miền Nam, thì bạn hãy di chuyển đến Hà Nội để có thể đến Sapa nha. Phương tiện máy bay. Hiện nay có rất nhiều chuyến bay đi Hà Nội. Hầu như tất cả sân bay trong nước đều có chuyến bay đến Hà Nội. Chỉ có vài sân bay là không có chuyến bay hoặc là khai thác rất ít mà thôi. Thông thường, nếu bạn mua vé máy bay đi Hà Nội từ các tỉnh miền Nam, bạn sẽ mất khoảng 2 tiếng. Còn nếu bạn khởi hành từ các tỉnh miền Trung, thì chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng. Chuyến bay đến Hà Nội là hành trình phổ biến, vì thế cả 5 hãng hàng không nội địa là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Viettravel Airlines đều đang khai thác. Và số lượng chuyến bay thì rất nhiều. Giá vé thường dao động từ 600.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên một chiều trên một người nhé. Phương tiện di chuyển từ sân bay Hà Nội đến thị trấn Sapa. Đến được sân bay Nội Bài rồi, bạn có thể đón xe đi lên Sapa luôn hoặc là về trung tâm Hà Nội tham quan, nghỉ ngơi rồi mới đi Sapa. Từ Hà Nội lên Sapa thì có hai cách đi chính là đi bằng đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên, khách du lịch chọn đường bộ nhiều hơn. Bạn có thể đi bằng xe ô tô giường nằm hoặc là đi xe máy đến Sapa nha. Nhưng mà bạn nên chọn đi ô tô cho khỏe, quãng đường đi thì khá xa và ngoằn ngoèo. Đối với xe ô tô giường nằm thì giá xe dao động từ 350.000 đồng đến 700.000 đồng tùy vào loại xe. Thời gian di chuyển 4 đến 6 tiếng tùy giao thông. Các khách sạn tại Sapa giá cả như thế nào? Khách sạn giá rẻ tại Sapa thì có rất là nhiều loại với giá bình dân dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trên một đêm. Một số nhà nghỉ Sapa bình dân mà bạn có thể tham khảo như Manly Wild Spa Homestay, London Spa Hotel, Sapa Paramount Hotel, Mimosa Hotel Sapa. Khách sạn Sapa giá trung bình, các khách sạn 3 đến 4 sao thường có giá từ 900.000 đồng đến 2 triệu đồng. Có thể kể tên như sau: Sapa Eco Villas and Spa, Sapa Clover Hotel, Eden Boutique Hotel and Spa, Sapa Relax Hotel and Spa, Pistachio Hotel Sapa. Những khu resort Sapa sang trọng, thường các khách sạn Sapa 5 sao có giá phòng từ 1 triệu 500.000 đồng trên một đêm trở lên. Có thể kể tên một số khách sạn 5 sao ở Sapa như KK Sapa Hotel, Hotel De La Capon and Gallery, Silpat Grand Resort and Spa Sapa. Đến Sapa thì chơi gì vui? Fansipan Legend Sapa. Sun World Fansipan Legend là tổ hợp du lịch văn hóa, tôn giáo, khu vui chơi giải trí, dịch vụ cáp treo và khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới. Tòa lạc ở độ cao 3.143m trên đỉnh Fansipan, nơi nổi tiếng với biệt danh là nóc nhà của bán đảo Đông Dương. Từ Sun World Fansipan Legend, thật dễ dàng để du khách chiêm ngưỡng được khung cảnh thiên nhiên đầy hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Khí hậu quanh năm thì ôn hòa cũng là điểm cộng giúp Sun World Fansipan Legend trở thành điểm đến được du khách yêu thích, dù là người phi vu một mình hay là đi theo nhóm. Núi Hàm Rồng. Khu du lịch núi Hàm Rồng Sapa nằm trên một khuôn viên rộng 148 ha. Khá là rộng đấy nha, nên đảm bảo bạn sẽ chùn chân mỏi gối mới khám phá hết những địa điểm chụp ảnh đẹp tại nơi đây. Để cuối ngày về, có tá là ảnh check-in luôn nha. Núi cao 1.800m, trên núi xây dựng rất nhiều tiểu cảnh và không gian vườn hoa rất đẹp. Vẻ đẹp hoang sơ của núi Hàm Rồng Sapa kết hợp với vẻ đẹp của các tiểu cảnh do con người xây dựng nên, tạo nên một không gian hoa lá thiên nhiên đầy màu sắc, vô cùng hấp dẫn. Bản Cát Cát. Sở dĩ bản có tên gọi là Cát Cát bởi đầu thế kỷ 20, người Pháp phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt vời của nơi đây và chọn làm nơi nghỉ dưỡng cho các quan chức cấp cao. Người Pháp đặt tên cho nơi này là Cát Cát bởi trong bản có một thác nước rất đẹp, được đặt tên tiếng Pháp là Cascade. Tại bản Cascade có cả một màu xanh của đồng ruộng, núi đồi bao trùm lên khắp bản. Xen lẫn vào đó là những ngôi nhà nhỏ bé của những người dân sinh sống. Bản Tà Văn. Khác với bản Cascade, bản Tà Văn nằm xa trung tâm của thị trấn Sapa nên còn cực kỳ hoang sơ, mang đậm nét sống của những người dân tộc miền núi của nơi này. Tới bản Tà Văn, bạn sẽ được hòa mình vào cuộc sống bình dị của người đồng bào dân tộc Mông, Dao Đỏ và Giấy. Bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc sống tĩnh lặng cách xa phố thị ồn ào đông đúc.
quảng trường Sapa xem chợ Tình. Là một trong những nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của người dân tộc, những phiên chợ mang nét đẹp độc đáo mà bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được ở dưới miền xuôi, với tính chất chủ yếu là để các cặp nam thanh nữ tú đến tuổi lấy vợ, lấy chồng, đi tìm người bạn đời. Thực ra trước khi chợ Tình tại Sapa cũng chỉ diễn ra một năm một lần, nhưng mà hiện nay có tính thường xuyên hơn, tức là vào cố định một ngày trong tuần. Còn rất nhiều địa điểm du lịch Sapa thú vị và hấp dẫn khác nữa, bạn có thể xem trong một video của kênh này nha. Và bạn có thể truy cập vào link bên dưới, comment để xem những địa điểm du lịch Sapa hot nhất bạn nha. Tối ở Sapa chơi gì, những địa điểm vui chơi về đêm tại Sapa. Chợ Tình Sapa. Chợ Tình Sapa nay được diễn ra đều đặn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần tại khu vực quảng trường trước nhà thờ đá. Cứ mỗi tối thứ bảy là người dân tụ tập ở khu vực quảng trường cũng đông hơn so với mọi hôm. Cứ tầm 6 đến 7 giờ tối thứ bảy, du khách đang có dịp du lịch ở Sapa có thể ghé qua khu nhà thờ, quảng trường để có thể tận mắt tham gia những hoạt động của chợ Tình Sapa nổi tiếng. Dạo phố đêm. Vào buổi chiều trở về tối thì trên các con đường trung tâm thị trấn Sapa sở hữu một lượng lớn khách du lịch nước ngoài và nó cũng trở thành một điểm đến đông đúc vào mỗi buổi tối. Đến khu phố này bạn sẽ được tham quan, dạo mát hay là ngắm nhìn những dãy nhà với ánh đèn sáng chói lóa. Nơi đây còn tụ tập rất nhiều nhà hàng, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn. Chính vì thế mà phố Cầu Mây sẽ có rất nhiều hoạt động khiến bạn khó quên đấy nhá. Uống cà phê tại những quán cà phê Sapa view siêu đẹp. The Heaven Sapa Kim Sai, Zen Art Gallery, Le Gecko, Cát Cát Riverside Cafe. Đến Sapa thì mua sắm gì? Thịt trâu gác bếp, món ăn đặc sản của người Mông. Nấm hương rừng là một trong những đặc sản quý tại Sapa. Muối chẩm chéo, gia vị không thể thiếu của người dân Sapa. Tương ớt Mường Khương nổi tiếng ở tỉnh Lào Cai. Rau cải mèo Sapa. Các loại hạt như là hạt rẻ, hạnh nhân. Bánh hạt rẻ nóng hổi, béo vui. Trên đây đều là những món ăn đặc sản tại Sapa và có thể mua về làm quà nha. Đây đều là những món đặc sản có thể gọi là linh hồn trong ẩm thực của vùng cao đấy nha. Đi Sapa thì ăn gì ngon nhất? Thắng cố Sapa, chế biến chủ yếu từ ngựa. Một nồi thắng cố có thịt, tim, gan, lòng, tiết ngựa và 12 thứ gia vị, thảo quả, quế chi, sả, gừng và nhiều thứ gia vị gia truyền khác. Trong đó thì cây thắng cố là gia vị thứ 12. Khi ăn người ta sẽ múc nước dùng ra nồi lẩu, thái thịt ngựa thả vào. Cơm lam đặc biệt phổ biến với đồng bào dân tộc của các tỉnh Tây Bắc nước ta, họ thường nấu khi làm nương rẫy. Người dân Sapa cũng thường coi cơm lam là một món đặc sản để đón tiếp khách quý hay là sử dụng cho các ngày lễ hội của bản làng. Mèn mén cũng là một đặc sản của Sapa. Mùa đông thì mèn mén thường được ăn kèm với ớt phơi khô để làm nóng người, xua tan đi cái lạnh cắt xả cắt thịt của miền núi Tây Bắc. Lợn cắp nách được nuôi kiểu thả rông trong rừng. Thì lợn cắp nách là một trong những đặc sản mà khi đến Sapa, du khách nào cũng muốn thử qua một lần. Thì lợn cắp nách có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau, ngon nhất là nướng. Xôi bảy màu là món ăn đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Nùng ở Mường Khương, Lào Cai. Bảy màu của xôi gồm có hồng, đỏ tươi, đỏ thắm, xanh cửu long, xanh vàng, xanh lá chuối và vàng. Đều được làm từ nhiều loại lá rừng tự nhiên. Gà đen hay còn gọi là gà áp có thân hình rất nhỏ, mỗi con chỉ tầm 1,2 kg và y như tên gọi của nó mang một màu da đen xì. Gà đen ở Sapa, Lào Cai không chỉ được biết đến là một món ăn khoái khẩu mà còn được biết đến với rất nhiều công dụng trong lĩnh vực y học. Thịt trâu gác bếp, món ăn hội tụ mọi tinh hoa của ẩm thực, chút nồng của khói bếp, vị ngọt bùi của thịt trâu, vị cay xé của lá mắc khén đã tạo nên một hương vị rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà thịt trâu gác bếp trở thành món đặc sản Sapa khiến ai cũng phải mê mệt. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn có thể hình dung được một thành phố Sapa tuy xa lạ nhưng cũng thật gần gũi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chuyến du lịch Sapa sắp đến, đừng ngại comment ở bên dưới để blog du lịch sẽ giải đáp cho bạn nhé. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.